Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào. Đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một. Sao mọi người ơi, hát rồi, tiêu rồi, cũng xong rồi. Chưa, tôi nói bà ấy nhà con bé Ngọc nó chạy ra đường nó cũng bị xe đụng mà. Rồi bây giờ sao nó ráp lại được không bà? Mất cái đầu hay là lạc cái chân hả? Sao nó giờ không nói gì chưa vậy? Bị nết vừa thôi, để tôi nói. Chết rồi mọi người ơi, không xong rồi, tiêu rồi. Sao? Tìm từ ngày này qua ngày khác, tìm mệt mỏi không nghỉ. Cuối cùng cũng tìm ra Ngọc luôn. Trời ơi, nhưng mà em tìm ở đâu vậy? Thì Facebook chứ đâu. Em vất vả cực khổ. Bởi vậy người ta nói quan nào mới gặp được chân tình mới biết là bạn mình yêu mình hơn hay là yêu Facebook hơn. Bà nói hay quá, bà tìm chưa? Ê, tôi nói cho bà nghe, con bé Ngọc đó là em của tôi. Tôi tìm rất là khoa học, tôi tìm mà trên diện rộng cả toàn cầu luôn đó. Tôi đăng những cái clip á mà có con bé Ngọc xuất hiện là tôi cắt ra, tôi ghép lại rồi tôi đăng lên YouTube đó. Vừa câu view trên kênh YouTube của tôi mà coi như là vừa tìm kiếm bé Ngọc luôn. Bởi vậy á, hoạn nạn mới biết yêu YouTube hay là yêu bạn. Nè, tại anh á, bà nghĩ với ông Lâm xảy ra chuyện đấu đá nhà kệ người ta đi. Mất mới gì anh phải lo chuyện bao đồng và tổn thương Ngọc vậy? Đúng rồi đó. Anh làm vậy chi rồi bây giờ bà Thanh nó chửi em kìa. Em ơi em đâu rồi? Mù bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu tình cuối đau lòng nhau. Cái gì vậy anh Nhân? Anh Nhân, vậy là bé Ngọc nó bị cái gì hả anh Nhân? Anh Nhân, gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh Nhân, Ngọc bị gì? Chắc em đói bụng rồi hả? Để anh nấu cho em ăn nha. Vậy là... Ủa nhưng mà khóa. Anh Nhân, bé Ngọc nó bị cái gì? Là bé Ngọc bị gì vậy trời? Anh Nhân bị gì mới đúng. Nhân, ủa có mía nè, cho em nha, ngọt ghê á. Ủa ăn mía ở đâu vậy? Nè, mía nè. Trời ơi, lâu lắm mà em ăn mía lại đó. Ngon với sợ nó tuyết ra không ai gãy ăn nè. Ai cứng quá. Lấy cái gì mà lấy? Ủa mà anh Nhân, hôm nay anh nấu món gì vậy? Cá kho mía. À, do mình lấy ăn hết mía rồi đó hả? Thôi, mình lên sân thượng mình ăn mía đi chứ. Hôm nay nhìn bản mặt người tổn thương Ngọc thôi chịu không nổi. Bực bội quá. Ngọc à, bữa nay anh sẽ làm món cá kho mía cho em nha. Vậy bây giờ em sẽ làm gì trước đây? Lặt rau. Món nó ngon lắm đó Ngọc. Rau là mình lặt theo kiểu là ăn như thế nào đây anh? Ăn rau sống mình á, em cứ lặt lá thôi, để ngay ngắn lên đó. Đó. Để nước gia vị, nước mắm ta, cho 2 muỗng. Ít tiêu, nửa muỗng cà phê muối, ớt bột, 1 muỗng cà phê, 1 muỗng dầu ăn. Rau vậy được chưa anh? Nửa muỗng hành tím mầm. Nửa đi em, nửa đi cho nó đầy vung lên. Mình ăn rau nhiều cho da em đẹp hơn. Nè, em nhìn nè, ớt quá trời luôn đó.
Mình không có ớt trái hả anh? Mình chỉ ớt bỏ trái ớt trái nữa hả? Ớt trái có anh cho ớt trái nữa. Chuẩn luôn anh ạ. Ớt nè. Vô đây anh nghĩ là cay lắm rồi đó. Món khoái khẩu. Cho dầu vào trước đúng không anh? Ừ. Tỏi nửa muỗng. Anh sợ này dầu không bắn rồi anh. Tao thấy dạo này càng xinh hơn thôi. Có đi làm đẹp gì không mà xinh vậy? Không, xinh tự nhiên anh ạ. Anh chở ớt vào luôn rồi. Mồ hôi đổ nữa rồi nè. Chậm cho anh coi. Sao anh để lửa nhỏ vậy hả? Không có khác. Cho cá vào. Ồ, bây giờ nó lên mùi rồi nè. Cá nó là cá thu Nhật. Thay vì nấu cá thu thì mình nấu món cá gì được? Cá ngừ. Cá ngừ. Cá ngừ cũng ngon. Hoặc là cá nục. Cá này á thì nó béo nhưng mà em biết sao không? Nó rất là dễ vỡ. Bị vỡ, bị nát. Cho nên kho phải rất cẩn thận. Đảo nha Ngọc. Làm được không đó? Được nha. Ngọc là đảm đang nhất nhà. Cảm ơn anh nha. Chuyển qua này nấu hả? Ngọc. Của em hả? Thôi đừng uống. Uống ngọt không có tốt. Cảm. Ôi trời ơi. Vậy mà tưởng nó là cho em uống chứ. Thiệt là. Nếu mà mình cho nước mía vào rồi thì mình sẽ không cho đường đúng không? Chủ yếu là mình không có. Tại vì mía nó đã rất là ngọt rồi. Lấy cái nắp đậy lại đi em. Nè, giờ trẻ này đi. Anh chỉ cho trẻ, đưa đây. Cầm lên. Cầm dao tay nào à, tay này đúng không? Nè. Ui da. Sao vậy anh? Không có, anh vợ. Duyên dáng quá. Anh là trẻ xuống vậy đúng không? Xong rồi anh. Ui da. Sao vậy anh? Có làm sao không? Dập hỏng đó chứ làm sao. Trời ơi, anh phải cẩn thận nè, chứ. Nè, hỏng cái tay này nè, ngón này. Hay là đi nhúng nước, đi nhúng nước. À, đi nhúng nước hả? Đang đeo bao tay mà. Không có phỏng đâu. Đi lại đây làm. Lại thì làm với anh. Dạ. Bây giờ cho hành vào đúng không? Chưa, này đây đây. Cho ăn ít nước mắm nữa muốn cà phê được chứ Ngọc, coi chừng phỏng nha. Không sao, gần xong rồi. Ở đây anh nghĩ là cay là vừa đó đó, được rồi đó. Mà món này rất là đặc biệt, em biết tại sao đặc biệt không? Vì sao lại đặc biệt? Anh nấu dành cho em đó. Dành cho em thôi hả? Ừ. Có không? Có. Tin được không? Tin được chứ. Bây giờ anh đi lấy nước cho em, lấy chén cho em dùng nha. Dạ. Hai đứa mình ăn ha. Chỉ có em với anh thôi hả? Hai đứa thôi chứ còn đòi mấy đứa nữa. Mai mốt mới có thêm mấy đứa nữa mới ăn chung chứ. Kho mía nó ngọt với tình cảm của anh dành cho em. Cá ngon quá. Wow, ngon quá vậy. Ăn thôi, ăn. Để chén quá rồi, đúng quá rồi. Tôi có chén đũa rồi nha. Đây nè. Bà lấy cho bà đi. Ủa vậy bà có hả? Có đâu hay vậy? Để sẵn. Ngon thiệt á. Trời ơi, hấp dẫn quá. Thấm dữ. Thấm quá. Ngon ghê không? Ngon ghê. Ngon thiệt. Thôi mình uống cái này, uống cái này. Uống đi. 1, 2, 3, vô.
ngon. Buồn ghê. Đồ ăn ngon vậy mà không có Ngọc ở đây. Tự nhiên thấy ăn không nổi, nhìn mặt cái người làm tổn thương Ngọc quá. Hôm nay khoát ăn đi. Không ngon miệng luôn á. Hay mình đem lầu đi nha. Ăn đây, đây đây, mình đi đây. Thôi, mọi người khỏi phải đi. Để tôi đi. Nhưng mà thấy tội Nhân sao á? Thôi mình ăn tiếp đi. Anh Nhân. Ngọc sắp lấy chồng. Công nhận sốc thiệt. Mới giờ hôm trước phát hiện nó leo lên xe Philip. Ai ngờ hôm nay gửi thư cưới liền. Công nhận hàng gắn gì mà nhanh dễ sợ vậy. Bởi vậy cái thằng Tồ đó nó dùng cái cách nào mà nó dụ Ngọc nhà mình hay dữ vậy. Công ta công nhận luôn á. Thì đó, tình yêu là mù quáng mà. Tình cũ không rượu cũng tới. Tới rồi là phải cưới liền. Không thôi là chia tay rồi sao. Anh Nhân, mà sao có ba tấm thiệp à? Mấy Ngọc nó có mời đi đám cưới không? Không mời anh hả? Anh không được mời hả? Ôi, sướng dữ. Đỡ tốn tiền. Thôi bây giờ tụi mình đi ăn chia buồn đi. Chia buồn vụ gì? Đám cưới tốn tiền nè. Trời đất ơi. Đúng không? Rồi bây giờ đi ăn rồi tốn tiền nữa. Ừ, kể ra đi. Đây. Ok, đi đi. Khoan. Mọi người có thể giúp anh phá cái đám cưới này. Hả? Hả? Thiệt hả? Tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.